Rolls-Royce Phantom Hada độc nhất thế giới về Việt Nam. Lê Hùng Auto Daily xin chào anh em, quý vị và các bạn. Ngay trước mắt các bạn bây giờ là chiếc Rolls-Royce Phantom Hada độc nhất thế giới đang có mặt tại xã Đàn, Hà Nội. Chiếc Rolls-Royce Phantom đời 2015 này nằm trong bộ sưu tập Suhail Collection bao gồm 4 chiếc là Ray God Phantom, Phantom Drophead Coupe. Riêng bản Phantom có tên gọi là Hada. Mình có nghe đồn rằng xe này cùng lô sản xuất với Phantom Mặt Trời Phương Đông của bác Thản Mường Thanh. Được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2014, bộ sưu tập Suhail Collection được Rolls-Royce sản xuất nhằm vinh danh nhà toán học, vật lý học và thiên văn học nổi tiếng Ả Rập thế kỷ thứ 10 là ông Etham. Ông này cũng là người tìm ra chùm sao khổng lồ Suhail. Vâng, bộ sưu tập gồm 4 mẫu Race God Phantom, Phantom Drophead Coupe. Vừa qua, một trong 4 chiếc xe này đã được một đại gia Hà Nội mua lại và nhập về. Xe từng được giao bán tại Abu Dhabi năm 2017 với số km đã đi được khoảng 9.000 km. Mức giá mà đơn vị này chào bán không được tiết lộ. Anh em nào có biết không? Hãy comment ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy nhìn vào màu xe, một màu rất đặc biệt phải không ạ? Và mình không biết gọi là gì luôn. Nó dạng như màu trắng, màu xanh ngọc và màu xám. Có thể là phối màu theo cái màu sắc ngôi sao Suhail vào ban đêm thì phải. Anh em nào biết chính xác tên thì hãy comment bên dưới nhé. Comment nhanh. Và như anh em đã biết thì sơn của Rolls-Royce thì luôn rất là đặc biệt rồi. Thân xe, mỗi thân xe phải trải qua hệ thống mạ 7 bể hóa chất với tổng chiều dài gấp 3 lần chiều dài của một sân bóng đá. Một chiếc Rolls-Royce thường khoác lên mình tổng cộng 45, vâng xin nhắc lại 45 kg sơn. Trong đó có một số chi tiết được sơn thủ công như tay nắm, đường coastline chạy dọc thân xe. Và các bạn có thể nhìn thấy đấy, đường coastline màu xanh ngọc cũng giống như cái màu nội thất mà chút nữa mình sẽ mở cửa cho các bạn xem. Vâng, đường coastline trên những mẫu xe Rolls-Royce thì luôn rất là đặc biệt đúng không ạ? Thường được kẻ tay này, cực kỳ thẳng, siêu đẹp và đương nhiên rồi siêu đắt. Và sự xuất hiện của cái đường coastline trên Suhail Collection này cũng rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngoài ra, tượng nữ thần bay cũng được thiết kế bằng chất liệu polycarbonate, có khả năng phát sáng màu xanh ngọc vào ban đêm. Mâm xe 21 inch thiết kế cũng khác biệt và có phong cách rất ông hoàng, vâng bộ lốp rất lớn. Lưới tản nhiệt quen thuộc của Rolls-Royce có thiết kế vuông vức và được làm bằng những nan kim loại mạ chrome sáng bóng. Lưới tản nhiệt Rolls-Royce được làm hoàn toàn bằng tay và mắt nha các bạn, không có dụng cụ đo lường được sử dụng nào đâu. Và phải nói là các đôi mắt triệu đô của các nghệ nhân thiết kế quá tuyệt vời. Một người thợ khéo tay cũng phải mất một ngày để đục đẽo để tạo ra một bộ lưới tản nhiệt cho một mẫu xe Rolls-Royce và dành thêm 5 tiếng đồng hồ để đánh bóng nó. Ôi trời, cứ cái gì làm bằng tay thì rất đắt phải không ạ? Ngoài ra, ngoại thất của Rolls-Royce Phantom còn nổi bật với một số chi tiết như đèn pha, đèn định vị LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, đèn hậu cũng LED. Nắp capo với những đường gân dập nổi mang đến sự mạnh mẽ cho Phantom. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt trên chiếc Rolls-Royce Phantom Hada độc nhất vô nhị này chính là khoang nội thất bên trong xe. Rolls-Royce đã phối hợp giữa 3 tông màu khác nhau gồm da trắng hơi ngả vàng, xanh ngọc và vàng của ốp gỗ. Thôi tôi đi ngất đây anh em. Nhìn vào từng chi tiết thì không ngất mới là lạ. Bây giờ thì mình sẽ vào trong khoang xe và trong vai một hoàng tử Ả Rập nhé. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Anh em nào cần dầu lửa thì để lại comment, đăng ký và chia sẻ kênh giúp. Đang cần 1 triệu sub rồi đó anh em ơi. Và đây rồi, logo Hada One Up One Inspired by Suhail được gắn ở bậc cửa phía trước và phía sau. Logo bộ sưu tập Suhail Collection gắn trên 4 tấm gỗ ốp ở 4 thành cửa xe. Hãy nhìn lên trần, bạn sẽ thấy sự khác biệt đến từ bầu trời sao ở khoang sau. Ngoài những bóng đèn LED nhỏ li ti còn có sự xuất hiện của logo bộ sưu tập cùng 2 chòm sao Suhail, một trong những chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Vâng, bầu trời thế giới chứ không phải bầu trời Việt Nam đâu. Khoang phía sau thì đẹp, rụng tim luôn anh em ơi. Ghế dạng băng ghế liền là đủ cho hai anh em cùng một hoa hậu Venezuela đang ngồi nhá. Không phải là phiên bản 4 chỗ. Những trang bị tiêu chuẩn thì cũng giống như các chiếc Phantom khác. Ghế ngồi phía trước có khả năng chỉnh điện và nhớ vị trí. Nhưng phải nói là phải tìm mỏi mắt mới biết được cái vị trí chỉnh ghế lại nằm ở ngay cái chỗ để tay như thế này. Khoang hành khách được trang bị cửa sổ trời. Và đây ngay trung tâm khoang cabin là màn hình giải trí. Và khi không cần đến nó có thể ẩn vào để lộ ra một đồng hồ analog thiết kế tuyệt đẹp. Đồng hồ này mình đoán tầm đôi tỷ. Mạnh mồm đoán. Hãy tập trung vào chiếc vô lăng triệu đô, quá chất luôn, cực kỳ hoài cổ.
ốp gỗ bọc da xanh ngọc này, quá độc đáo. Đây, phía sau là những đồng hồ hiển thị quen thuộc. Ở hàng ghế sau, mỗi hành khách được trang bị một màn hình 8 inch đặt ẩn phía sau tựa lưng hàng ghế đầu. Người ngồi ở ghế sau có thể di chuyển ghế phụ dịch chuyển lên bằng nút bấm đặt ngay bên hông ghế. Rolls-Royce Phantom Hada vẫn sử dụng động cơ V12 dung tích 6,75 lít, hộp số tự động 8 cấp, công suất cực đại 453 mã lực, mô men xoắn cực đại là 720 Nm, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,1 giây và tốc độ tối đa có thể đạt được là 240 km/h. Ngay sau khi về Việt Nam, xe đã được ông chủ cho đi vệ sinh, làm đẹp cũng như phủ các chất bảo vệ bề mặt da, sơn và gỗ tại Hưng Minh Auto Detailing xã Đàn. Giá của chiếc Rolls-Royce Phantom Hada này thực sự mình không biết luôn. Bạo mồm ước tính khoảng 80 tỷ nếu như nhập mới. Anh em ai biết giá thì comment bên dưới nhé. Anh em hãy sub, rung chuông mạnh để kênh tiếp tục giới thiệu những mẫu xe mới, độc, lạ và đắt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em, quý vị cùng các bạn trong những chương trình tiếp theo.